Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 385. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần là câu lua nhé mọi người. Ngày hôm nay thì em sẽ có 12 cây, có chiều dài tương ứng là từ 1m68 đến là 2m2. Thì ngày hôm nay em sẽ có một cây cần câu bè, chúng ta câu cảm giác ạ. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần câu máy ngang thế này nha. Cây này dài 1m8 bao gồm 2 khúc ạ. Góc của cần bằng gỗ bằng thế này. Đây. Cây này thì ngoại hình khá là sáng, cây này cần máy ngang nha, bát của cần là bát vặn. Và cây này dòng cần của hàng Trung xuất Nhật nha mọi người. Khuyên của cần là khuyên Fury. Cây này thì em nhầm, cây này khuyên của cần là khuyên hãng nhé. Khuyên của cần là khuyên hãng. Khuyên của mọi người khá là sáng đẹp nha. Khuyên khá là ok. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khuyên, bao gồm cả đầu bô. Khuyên của cần kiểu khuyên nhỏ như này nha. Và cây số 1 này dài 1m8, nặng là 93g, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Thông số là thông số tải mồi của cần đây ạ. Cái này có thông số là tải mồi là 1/16 đến 3/8 màu dép, là tầm khoảng 2 đến 10 gram. Tải dây là từ 6 đến 10 lb. Thì tầm khoảng là 3,6 ạ, 3,6. Thì cái này cứng khoảng có thông số cứng là ML nha mọi người, ML theo thông số của cần. Ở đây, cứng ML. Dao động L đến ML, dao động từ L đến ML. Thì cây số 1 này có giá là 350.000 ạ. Cây số 2. Cây số 2 đây, ở đây em cũng có là một cây cần hàng Trung thế này nha. Cây này là hàng Trung, dòng cần của hàng Trung thế này. Chua của cần đây. Thì cây này ngoại hình cũng khá là sáng đẹp. Bát của cần là bát vặn, cần lua máy đứng nha. Khoen của cần đây. Và cây này cũng là khoen của cần là khoen hãng nha. Đây, khoen hãng. Khoen hãng nhưng mà dòng là khoen hãng đời mới, nó nhìn nó khá là đẹp. Em cần khá là ok. Và bô của cần cũng vậy. Thì cây số 2 này thì có tổng cộng là 2, 4 và 6 khoen, bao gồm cả đầu bô. Có 6 khoen nha. Ngoại hình thì cũng có sờ xước nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Thì cây số 2 này nặng là 130g, ngọn thì có độ lớn là 2.5 ly. Thì cây này có độ cứng là tầm dao động khoảng là ML, nhưng mà gần đến là M nha mọi người. Cây này cứng. Cây này thì chúng ta lua lóc cũng khá là ok. Khuyên của. Và cây này là cây một cây cần của hàng Trung xuất Nhật nha mọi người. Khuyên của cần đây. Tất cả các khuyên đều khá là sáng bóng nha. Và cây số 2 này dài 1m8 bao gồm cả 2 khúc. Cái này thì tải mồi tầm khoảng là 16 lb, tầm khoảng là 4,5 kg, 4,8 kg. Đó là ok. Gọi khá là lớn. Thì cây số 2 này có giá là 380.000 ạ. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 đây em có là một cây cần Wing Corel như này. Cây này dòng là cần là của Hàn Quốc xuất Nhật. Chui của cần đây. Cây này thì chui được bọc mút xốp. Mút xốp của cần có một vài vị trí nó cắn thế này nha mọi người, nó cắn nó hơi bị cắn xước nhẹ nhẹ đây, vị trí mút xốp này cắn có rách nhẹ mỏng rách. Cái này thì phần cuối góc cái mút xốp nó không được đẹp một tí. Bát của cần là bát vặn, cái này là gọi là cần lua máy đứng nha mọi người. Cái này thì phần vị trí này nó là xoắn x2 da này, cần của Hàn Quốc Made in Korea, dài 1m8 bao gồm 2 khúc. Loại hình thì cái này nó có màu sơn là màu nâu thế này, màu đỏ nâu thế này. Thì nó không được sáng ánh lắm nhưng mà không có trầy xước gì đáng kể cả. Còn khuyên của cần là khuyên Fury. Cái này thì có tổng cộng 2, 4, 6 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. 6 khuyên. Thì cây số 3 này dài 1m8 và nặng là 118g. Ngọn thì có độ lớn là 2.3 ly. Thì cây số 3 này theo thông số tải mồi của cần. Tải mồi là 4 đến 10 1/8 đến 1/2 oz, là tầm khoảng là 3 đến 14 gram. Còn tải dây, ta sức tải dây là từ 4 đến 16 lb. Thì cây này cứng ML nha. ML thì cây này cứng
tám 16 là 3 thì tầm khoảng là 4 cái 8 5 ký 5 ký rưỡi. Tầm khoảng là 4 cái 8 5 ký nha. Mà là thì cây số 3 này cái giá là 550.000 ạ. Tiếp đó là cây số 4 ạ. Thì cây số 4 ở đây em có là một cây cần đai hoa như thế này nha. Cây này thì xoắn ít hai da rất là đẹp. Cái này em vừa đã bán còn cái bọc nó nhìn nó cũng khá là mới đẹp. Góc của cần này, góc của cần là được bọc mối xốp như thế này nha mọi người. Mối xốp thì cũng không có bám bẩn gì đáng kể cả. Bát của cần là bát vặn. Bát vặn như thế này. Và cần này là một cây cần là máy máy đứng nhá. Bát vặn kiểu cổ cần đai hoa phân tâm. Và cây đai hoa này được sản xuất ở Đài Loan, xuất Nhật. Dài 1,8 m bao gồm cả hai khúc. Cây này thì phôi của cần rất là đẹp nha. Xoắn ít hai da. Cây này xoắn ít hai da. Khoen của cần là khoen Fury cả. Khá là đẹp cây này. Bu của cần cũng vậy. Bu thì nó hơi bị bám bẩn nhẹ cái vị trí phần đầu bu một tí thế này thôi. Khá là ok. Tem của cần đây. Thì cây số 4 này, khoen của cần là khoen Fury thì có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bu. Chất của cây này là chất xoắn ít hai da nha mọi người. Dài 1,8 m bao gồm có hai khúc. Thì cây số 4 này nặng là 124 g, ngọn có độ lớn là 1,8 ly. Thông số tải mồi và tải dây của cần đây ạ. Cây này thì tải mồi là 4 đến 16 g, tải dây là từ 4 đến 10 lb. Cây này thì lb thì cây này cứng tầm khoảng L. Tầm 3 ký 6, tải 3 ký 6 nhá, cứng L nha. Cây này chắc của cần là chắc số ít 2 da. Thì cây số 4 này có giá là 850.000. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây có là một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này thì cũng khá là sáng đẹp. Dài 1,8 m bao gồm hai khúc này. Góc của cần là góc mút bằng thế này nhé. Bát là bát vàng. Góc cổ bằng. Beta fixing made in Korea đây ạ. Thì cây số 5. Cái số 5 này dài 1,8 m bao gồm có hai khúc. Cây này cũng vậy, khá là mới đẹp. Khoen của cần là khoen Fury, đá sứ xám thế này nha, khá là mới. Công tổng cộng là 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Bát cần bát vàng. Thì cây số 5 này nặng chỉ là 77 g thôi. Cây này khá là nhẹ. Ngọn của cần là 1,6 ly. Và thông số tải mồi. Cây này khá là mới nhé, mới 85% luôn ạ. Trên 85% nha, hầu như là không có sờn xước gì cả. Góc cũng còn khá là đẹp luôn. Cây này mới đẹp. Và thông số tải mồi của cần đây ạ. Tải mồi là từ 1/8 đến 5/8 AUD thì tầm khoảng 4 đến 17 gram. Tải cá là từ tải dây là từ 6 đến 14 lb. Tầm khoảng là 5 kg, 5 kg 5 kg hơ rưỡi. Có độ cứng là ML, cây này cứng ML nha mọi người. Và cây số 5 này có giá là 650.000, cây này khá là mới đẹp, Back in Korea. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 thì đây em có là một cây dài là 1,8 m thế này. Chua của cần đây. Bát của cần là bát vặn, Fury bát vặn thế này nha. Cái này là vẫn còn được bọc với shop, cái này người ta tháo ra được nha. Bát bóp. Dài là 1,8 m bao gồm có hai khúc ạ. Ngoại hình thì cũng khá là sáng, sờn xước nhẹ, lắc keo nhẹ bên ngoài như thế này. Khoen của cần là khoen Fury nhé mọi người, cái này là khoen Fury. Thì có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bu. Đây. À, 7 khoen luôn ạ, cái này có 7 khoen nha, 6. Cái khoen cây này thì cái dòng này họ thiết kế khoen những cái khoen nhỏ ở trên thế này. Khoen cái chân cao thế này. Thì cây số 6 này dài 1,8 m, nặng là 106 g, ngọn có độ lớn là 1,7 ly. Thì cây này thông số tải mồi của cần đây là 1/8 đến 3/8 AUD thì tầm khoảng là 3 đến 14 gram, 6 đến 10 lb, sức thúc tải dây là 6 đến 10 lb. Thì cây này cứng tầm khoảng là L. Và cây này thì gần ML nha mọi người, thì cũng L, dao động giữa L với ML. Tải khoảng là 3,6 kg ạ. Thì cây số 6 này có giá là 550.000 ạ. Tiếp đó là cây số 7.
Cao số 7 ở đây em có là một cây dài cũng 1m8 mà gồm hai khúc như thế này, chua của cần đây ạ. Gốc của cần là gốc gỗ bằng như thế này nha. Bát của cần là bát vàng như thế này. Cái bát vàng. Cái này thì được sản xuất ở Thái Lan. Daiwa Trifoliate thế này nha. Thì cây này ngoại hình cũng khá là ok, sờn xước nhỏ thôi. Tên của cần này, khoen của cần. Thì cây này có cái khoen là khoen cái, này là khoen furi. Cây này lai khoen cái là khoen furi nhé. Còn các khoen nhỏ ở giai khúc thứ hai là khoen furi six. Thì có khoen ngọn trên ngọn có tổng cộng là 2, 4, 6 6 khoen bao gồm cả đầu bu luôn là furi six. Còn khoen cái của cần là khoen furi ạ. Cái này là lai khoen furi, khoen cái như này. Cần của Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Và cây số 7 này dài 1m8, nặng là 95g. Ngọn thì có độ lớn là 1.6 ly. Thì cây này cũng ML nha mọi người. Thông số tải mồi và tải dây của cần này 1/8 đến 1/2 OZ, là tầm khoảng 4 đến 14 gram. Sức tải dây là từ 4 đến 12 LB, tầm khoảng là 4 ký 8. 12 LB tầm khoảng 4 ký 8 nha. Cây này cứng ML. Khoen của cần là, cái này có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khoen. Thì có là 6 khoen Furi 6 và 1 khoen cái là khoen Furi. Khoen Furi thường. Thì cây số 7 này có giá là 750.000 nha. Tiếp đến là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có một cây cần của Hàn Quốc như thế này. Cây này phần gốc của cần là được cái bọc mút xốp là màu đỏ như thế này nha. Cây này thì mút xốp cũng có bám bẩn nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Bát của cần là bát vạn Furi như thế này. Cây này ngoại hình cái giống nó có sờn xước nhẹ. Tem của cần nó bị phai màu như thế này. Nó xước, cây này thì ngoại hình có sờn xước nhỏ như thế này nha. Đây, nó bám bẩn, cái cây này thì ngoại hình nó có sờn xước và nó bám bẩn nhỏ. Thì cây số 8 này dài 1m8, nặng là 103g, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Thì cây này thì theo thông số tải mồi của cần này, cây này được thông số tải mồi của cần là, ở đây nó ghi thứ hai thông số dành cho dòng cần là màu đỏ và có màu xanh. Thì cây này màu đỏ là nó có độ cứng ML, màu xanh thì có độ cứng là L, dành cho cái vị trí ký hiệu cái mút của cần nha mọi người. Thì cây này đang có ở thông số rằng là có sức tải mồi là từ 4 đến 12 gram. Tải dây là tầm khoảng 4 đến 12 LB, tầm đó có độ cứng là ML. Đó đây. Thì 12 LB là tầm khoảng 3,6 kg. Thì cây số 8 này nặng là 103g, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Thì cây này có giá là 550.000 ạ. Tiếp theo là cây số 9 ạ. Cây số 9 ở đây em có là một cây dài 1m8 luôn ạ. Cây này cũng dài 1m8, luôn máy đứng cả nhé mọi người. Cây này luôn máy đứng. Góc của cần được bọc mút xốp như thế này. Cái này nó cấn, nó không có bị rách gì nha. Cấn nhẹ vị trí này. Bát của cần là bát vạn Furin thế này ạ. Cây này thì phôi của cần khá là đẹp. Được sản xuất ở Hàn Quốc, Made in Korea, dài 1m8 thế này. Cây này thì có độ cứng cũng khá là cao. Khoen của cần là khoen Furi cả. Cây này ngoại hình mới đẹp nha. Không có, hầu như là không có sờn xước gì cả. Phôi của cần là vân xoắn vòng thế này. Khá là đẹp. Thì có tổng cộng là 2, 4, 5 khoen. Bao gồm cả đầu bu. Cây này có tổng cộng là 5 khoen nha. Tất cả các khoen đều là khoen Furi cả. Thì cây số 9 này nặng là 1m8. Nặng là dài 1m8, nặng là 104g. Ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Thông số tải mồi và tải dây của cần đây ạ. Cây này tải mồi là từ 5 đến 21 gram, tải dây là 8 đến 20 LB. Thì cây này có độ cứng là medium light. Action là medium light nha, ML nha. ML nhưng mà cái này nó dao động gần tới M rồi nha mọi người. 20 LB là tầm khoảng là 56 ký mấy rồi, 6 mấy cá rồi. Gần là gần với độ cứng M rồi. Và cây này thì em báo theo thông số của cần là đã có action là ML. Thì cây số 9 này cái giá là 650.000 ạ. Cây này khá là mới đẹp, khá là mới luôn không. Phôi của cần rất là đẹp.
Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 thì anh em có là một cây cũng dài 1m8 luôn, cơ lô máy đứng ạ. Gốc của cần đây ạ. Gốc của cần thì được bọc mối xốp, cây này gốc nó có bị bám bẩn nên nhìn nó không được sáng lắm, hơi bị cắn nhẹ thôi này. Bát vạn ạ. Ở đây. Cây này thì nó cũng bị nó không có ghi thông số gì trên cần cả nha. Khoen của cần thì khoen Fury. Có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bu. Tất cả các khoen đều là khoen Fury cả nha. Cây này là khoen Fury cả luôn. Khoen khá là ok. Bu của cần cũng vậy. Cây này thì nó bị có sờn cắn, sờn xước nhẹ. Cái màu của cần nó không được sáng lắm, vì họ phối màu, họ làm cái màu thế này nó không được sáng đẹp lắm nha. Thì cây số 10 này dài 1m8, nặng là 121g, ngọn thì có độ lớn là 2.6 ly. Cái này thì ngọn khá lớn, cũng khá là cứng đó. Thì cây này cứng tầm cũng dao động khoảng là tải mồi tầm 16 đến 20 lb nha. Thì dao động em báo khoảng trừ hao cứng ML, dao động ML với M nha. Ngọn 2.6 ly ạ. Tải mồi thì tầm khoảng là 14 gram, 14 đến 17 gram được. Cây này tải được. Thì cây số 10 này có giá là 500 nghìn. Tiếp đến là cây số 11 ạ. Cây 11 ở đây em có là một cây dài 1m68 bao gồm có hai khúc như thế này. Cây này thì phần gốc của cần là gốc mút bằng thế này nha, gỗ bằng thế này. Bát là có cần là bát na vạn, bát hãng vạn thế này ạ. Thì cây số 8 này là dài 1m68 bao gồm hai khúc. Cây này thì ngoại hình cũng khá là mới đẹp, sờn xước nhỏ thôi. Khoen của cần là khoen Fury nha, cây này là khoen Fury nha mọi người. Đây có một vài vị trí băng tróc sơn nhẹ vị trí này thôi. Đây điểm tróc sơn nha, sơn rất là mảnh luôn ạ. Bô của cần, bô cầu của cần cũng là bô Fury luôn ạ. Thì cây số 11 này có tổng cộng là 6 khoen bao gồm cả đầu bu. Dài 1m68 bao gồm hai khúc, nặng là 88g. Ngọn có độ lớn là 2 ly. Thì cây này có độ cứng L theo thông số của cần, tên của cần này. Quan tâm iron thế này. Thì cây số 11 cây 11 này dài 1m68, nặng là 88g. Có độ cứng là L theo thông số của cần. Tải mồi là 1/16 đến 3/8 mau z, là tầm khoảng 2 đến 10 gram. Sức tải dây là từ 2 đến 10 lb, tầm khoảng là 3,6 kg, tối đa 3,6 kg. Có độ cứng là L. Có L nhưng mà anh em cảm giác nó gần đến ML nha mọi người. Và cây số 11 này có giá là 550 nghìn. Dài 1m68, nặng 88g ạ. Tiếp đó là cây số 12. Cây 12 đây em có một cây cần câu bè như thế này nha. Cây này thì có cái chiều dài là 2m2 theo thông số của cần luôn ạ. Chua của cần đây. Và cây này một cây cần của Lamart thế này, bát là bát hãng vậy. Khoen của cần là khoen hãng á. Cây này khoen hãng nha. Cây này thì ngọn mảnh dành cho khách câu cảm giác, câu hanh, câu giò hoặc là câu tráp nha. Khoen của cần là khoen hãng thế này. Bô của cần cũng vậy. Thì cây này có đến là 11 khoen bao gồm cả đầu bô. Ngọn mảnh. Ngọn có độ lớn là 0.8 ly ạ. Dành cho khách ta câu bè dài 2m2. Thì cây số 12 này nặng là 96g. Ngọn thì có độ lớn là 0.8 ly ạ. Thông số tải mồi, cây này thì cứng UL nha. Cây này cứng UL. Thông số tải mồi của cần đây ạ là từ 0.5 đến 5g. Và sức tải dây là từ 1 đến 5 lb, tầm khoảng là 1,5 kg cá nha, tối đa 1,5 kg, khoảng 1,5 kg. 1,5 kg đến 1,8 kg. Thì cây số 12 này cái giá là 400 nghìn. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 12 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974 088 309 ạ.